Hello mọi người, mình là Hiển bên Ngọc Hiển Shop. Hôm nay shop em về được một lô khoảng tầm 50 em dòng Automat, dòng là dòng chống Nhật, hàng nội địa Nhật. Tất cả thì bên em tuyển chọn tất cả những em hình thức tương đối ok, ít sơ sát nhất và các chân tiếp điểm còn rất là đẹp. Dòng chống giật của hàng nội địa Nhật có các thông số dòng 40A, 50A và 60A. Thì 40A tương đương với khoảng tầm 8 kg, 50 thì 10 kg và 60 thì tầm 12 kg. Thì tùy thuộc vào những cái đồ dùng điện cho gia đình của các bạn có lựa chọn những áp cho phù hợp. Dòng áp này thì các bạn có thể dùng làm áp tổng trong gia đình, bao gồm hai chức năng. Thứ nhất, chức năng đầu tiên là chức năng chống quá tải, nó giống như áp bình thường thôi. Chức năng thứ hai là cực kỳ an toàn dành cho người sử dụng gia đình, nhà đặc biệt nhà có chè nhỏ và anh em nào làm các cái vấn đề về kinh doanh thường xuyên tiếp xúc với điện, các xưởng cơ khí ABC. Thì chức năng thứ hai, chức năng chống giật. Đấy, khi có hiện tượng bị hở rò điện thì Automat sẽ tự động ngắt để bảo vệ tính mạng con người. Anh em nên trang bị cho gia đình mình, vì thực ra những cái hàng này giá cả nó rất là bình dân. Bên em đang bán trung bình tầm từ 200 đến 300 nghìn một em. Đấy, và bảo hành 6 tháng cho mọi người nhé. Thì em xin giới thiệu qua cái tất cả những cái dòng phổ thông này. Đấy, thì nó có hai dòng phổ thông, một dòng size đại và một dòng size trung, và một dòng size nhỏ nữa. Thì hiện tại bên em này về hai size, một size to. Đây là những dòng size to rất là dày lặng nhé. Đây ví dụ con 40A này thì chiều dài nó tầm 14, chiều dài 14. Đấy, chiều cao tầm 6 và chiều ngang tầm 5. Đây là dòng size to, là chiều dài 14 nhá. Cũng có dòng size to thì dòng này thì chiều cao nó thấp hơn một chút, nó thì tầm 5 thôi. Tất cả được lựa chọn những cái chân đồng rất là đẹp đây anh em về sử dụng. Đây là dòng thứ hai, là dòng size trung. Size trung thì cái này chiều dài của áp khoảng tầm 10 cm thôi, còn chiều cao thì vẫn là tầm 6-7. Đặc biệt dòng size nhỏ thì có thể có cái chỗ cài đây, anh em có thể cài được vào các cái mảng điện bên trong. Đây là cái chỗ cài này. Đây gồm các hãng này, rất nhiều các hãng này, Lito này, Mitsubishi này, vân vân. Còn đây những hãng nội địa Nhật, toàn tiếng Nhật thôi, hàng sử dụng tại Nhật mà. Đây dòng 60A này, dòng 50A này, cái size nhỏ cũng có dòng 40 này, 40 này. Đây dòng 50 này, con Pala này, Lito 50 này, 50 này. Đấy, có những dòng to này, dòng to 60 này. Đấy, 50 đầy đủ hết, trung bình là từ 40 đến 50, có size to và size trung. Đấy, tùy anh em lựa chọn. Thì size nhỏ này sẽ đắt hơn size to một chút, đắt khoảng tầm 20.000 thôi. Đấy, tùy anh em lựa chọn. Thì tất cả các được bên em vệ sinh rồi là test và tất cả bảo hành cho mọi người trong 6 tháng. Thì nên anh em nên sử dụng một cái này để nhất là vừa bảo vệ cho hệ thống điện trong gia đình mình chống quá tải, thì sẽ ngắt và chống giật cực kỳ an toàn. Thì em xin giải thích qua cái nguyên lý hoạt động của cái dòng Automat chống giật này. Đây em đang bóc hai con cho mọi người trực quan nó dễ. Thì nguyên lý của tất cả các dòng áp chống giật thì nó đều nguyên lý giống hệt nhau thôi. Ở đây có hai dòng. Thì đây là đầu, đây là các bạn nhé, đầu vào là phía trên. Các bạn đấu đầu vào nhé, các bạn đấu ở phía trên này. Điện lưới từ cột điện vào. Đấy, và dòng ra là dưới nhé. Các bạn đấu đúng nguyên tắc như vậy thì áp hoạt động mới hoàn hảo được. Ở trên áp thì có một nút là nút test. Thì tí nữa mình sẽ test thực tế cho mọi người sau. Thì mình nói qua cách sử dụng thôi. Đấy. Về nguyên lý thì tất cả các dòng áp chống giật thì nó đều có một cái mạch IC. Có những mạch thì nó sẽ để lộ thiên này, hay có những mạch thì nó đóng vào một cái phố nhựa và đổ keo chết thế này. Ở đây nó cũng đổ keo chết đấy. Đấy, cực kỳ an toàn, độ bền rất là cao. Đấy, đây là cái bộ vi xử lý để chống giật cho mọi người. Thì nguyên tắc hoạt động nó như sau. Thì đây là cái cuộn cảm, và nó ba cái sợi dây đi qua cuộn cảm này. Cái cuộn cảm này nó sẽ có chức năng, nó sẽ là nó khi mà bị rò hở điện ở trong các cái dây này
Vì nguyên tắc thì dây pha thì là dây lửa khi bị rò khởi điện ra thì sẽ sinh ra một cái từ trường ở trong cái cuộn cảm này. Cái cuộn cảm này nó sẽ gửi tín hiệu cung cấp điện áp cho con IC ở trong này. IC ở trong đây nó bọc kín, mình không tháo được. Đây bọc kín này. Con IC này sẽ cung cấp nguồn cho ba cái con từ này. Đây ví dụ mình đang bật áp nhé, nó sẽ cấp điện cho ba cái này, để ba cái cuộn từ, cuộn cảm từ này nó sẽ phát ra từ trường và nó sẽ tạo lâm châm, nó sẽ hút ba cái tiếp điểm này. Đấy, cái này ngắt. Đấy, đơn giản thì ví dụ nó có điện nhá, nó sẽ hút cái lâm châm này vào để nó sẽ ngắt. Đây là nguyên lý chung của hoạt động tất cả các dòng áp chống giật của Nhật Bản hoặc là những dòng hạt nhân đều thế thôi. Đấy, và nhìn này, chất liệu này, dây đồng này, các thứ này, các tiếp điểm này. Đây những con mình hỏng bỏ ra, con đây con đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn. Cuộn đồng này rất là to này. Đấy, dây trước đầy đủ, đảm bảo anh em có thể dụng 10, 15, 25 đều được. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách test một cái automat thực tế cho mọi người xem. Đây mình đã làm ví dụ là một cái automat đây. Đây là một, thì các bạn nhớ đầu vào này, đầu vào là bạn đố với điện bạn điện lưới vào nhé. Đây đang cắm điện lưới này. Đấy, còn điện đường ra đây, đường ra phía sau. Đây mình đố một cái bóng điện 220V. Thể test cho biết đây ví dụ đang điện vào này. Đấy, cái test thứ nhất thì các bạn cần ấn nút test này. Đấy, các bạn phải cắm điện vào các bạn test được nhé. Ok, bạn ấn này, các bạn nhảy này là ok. Đấy, còn cái test thứ hai thì mình sẽ test thực tế thôi, thì là mình sẽ dùng một dây lửa. Bạn dùng một dây lửa, bạn sẽ tiếp xúc với tiếp âm khi mà dòng dò của nó đủ. Đây ví dụ như con này dòng dò là 30mA thì nó tương đương khoảng dò khoảng tầm từ 6-7W ấy, là nó sẽ ngắt. Thì xin chia sẻ các bạn này, ví dụ các bạn chọc cái lèn này đây thì không bao giờ đủ điện dòng dò nhé. Và tiếp xúc những cái chỗ mà nó bị hở như này. Đấy, tức là tiếp âm đủ, phải đủ dòng dò. Đây ví dụ mình tiếp âm vào một cái chỗ sát sát đây nhé. Mình đổ thêm một tí nước vào để cho nó tiếp âm tốt này. Đấy, ngắt ngay. Rồi. Nha. Một lần nữa các bạn xem này. Đấy. Ok, ngắt này. Đấy, ngắt ngay. Chọc tiếp này, ngắt này. Và nhìn đèn nhé. Đấy, ok, rất là an toàn. Đấy, có hai thứ cách test vậy thôi. Ok, anh em cần các sản phẩm này thì liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Các bạn hãy đăng ký kênh của bên mình để thường xuyên nhận được những video mới nhất về tất cả các sản phẩm về đồ gia dụng Nhật Bãi, xe đạp thể thao và rất nhiều sản phẩm khác. Ok, xin chào mọi người các video tiếp theo.